À, thì thực sự á, tôi rất là bận cho cái series cơm nhà quê sắp tới, thì chủ yếu là Hẹn gặp làm lại để chia sẻ trong vào cái cái cách clip nấu sau. ăn Bye bye. cho anh Tạm biệt em ạ. để phục vụ cho mình và gia đình. Rồi đó là cái cách mà ráp gen nè, hộp số nè, nồi nè, rồi bít tông xi lanh bộ hơi ấy và bát điện hết. Máy min nó chỉ có nhiêu đó thôi, và bây giờ tôi chưa thử hơi đâu, chắc chắn là nó sẽ có hơi á, nhưng mà muốn thử hơi lại phải tháo cần đạp với cần số bên kia qua nữa, ui sợ nó phiền lắm. Thế nên hẹn anh em ở một cái clip sau, là cái clip gác máy này lên xe đạp cho nó nổ. Chào mừng anh em đã đến với tiết mục dĩa mèo. Đồ mày cũng muốn làm thợ sửa xe nữa hả mèo? Ở đây không có gì cho mày ăn được đâu. Má tránh ra coi, đĩ mèo. Mày tránh ra coi, má mày. Mình phải chích xì ke cho nó cái đã. Má nó mưa cái là ồn lắm luôn á. Rồi thì mình cứ nhét tay gen cho bình thường thôi. Thì anh em cạo cái ron này cho nó sạch sẽ nè. Tiếp theo nữa là cái mặt chia số. Rồi tiếp theo là cái hộp số. Và để đỡ mất thời gian thì anh em không biết cái nhông nào nằm đâu á, thì coi lại cái clip các bánh răng trong hộp số hoạt động thế nào. Chứ bây giờ mà ngồi mà hướng dẫn chia sẻ là cái nhông này nằm đây, nằm đây, nằm đây, nó câu giờ lắm. Còn không cũng chả sao. Rồi, đến cái lồi. Khoan, đã gắn cái lốc máy vào để đưa lên xe. Mình canh lại coi cái bát côn này nó đẩy ra đã đều hay chưa. Riêng tôi vẫn quay hai cái mắt piston này về phía chế hòa khí bảo thủ vậy á. Còn anh em nào muốn gánh sao gánh à, tùy thôi. Đó là cách tôi chia sẻ, còn anh em có thể là có cách khác hay hơn thì anh em cứ làm. Mày vô đây. Bây giờ là đến cái hơi, bỏ cái miếng răng vào. Còn cái miếng răng này cắt như thế nào, mua ở đâu thì tôi đã chia sẻ ở cái clip hướng dẫn tự chia sẻ cho tự cắt ron rồi đó. Ấy, vào rồi. Khi mà mình canh cái tầm nổ á, thì mình quay cái cụ từ cho piston về điểm chết trên. Thì khi piston nằm ở điểm chết trên thì cái cửa kích này nè, nó sẽ nằm ngay với cái chấu kích này luôn, để nó kích lửa, nó đánh nổ. Hẹn gặp lại anh em ở những cái clip nấu ăn nó thú vị hơn. Hẹn gặp lại trong vào ở cái clip sau. Bye bye. Ăn cái đã.